thư dạ dày là một trong năm bệnh ung thư thường gặp nhất tại Việt Nam. Theo ghi nhận, ung thư năm 2018, nước ta có hơn 17.000 ca mắc mới và hơn 15.000 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Việc tiến hành sàng lọc và phát hiện sớm ung thư mang lại hiệu quả tích cực, bởi ung thư dạ dày nếu phát hiện ở giai đoạn sớm thì khả năng điều trị thành công rất cao. Tại Việt Nam hiện nay, tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn còn khá cao, khiến cho việc điều trị gặp nhiều khó khăn, tốn kém về kinh phí và hiệu quả. Vậy cần làm gì để có thể phát hiện sớm căn bệnh ung thư dạ dày? Đây là câu hỏi và là vấn đề được nhiều người dân quan tâm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quá trình khám tầm soát căn bệnh này tại Bệnh viện K để bạn hiểu rõ hơn và chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến khám. Đầu tiên, các bác sĩ sẽ thực hiện khám lâm sàng, tư vấn, giải thích cho người bệnh. Đây là bước vô cùng quan trọng, cũng là bước đầu tiên trong quá trình khám tầm soát ung thư dạ dày. Bác sĩ sẽ hỏi các thông tin cụ thể về tuổi, tình trạng sức khỏe, bệnh sử cá nhân và gia đình, các triệu chứng biểu hiện nghi ngờ gặp phải như có đau bụng, khó tiêu, ợ chua hay không, nhằm đánh giá nguy cơ mắc bệnh. Sau đó sẽ tiến hành khám lâm sàng, phát hiện các biểu hiện, dấu hiệu của bệnh. Tiếp theo, các bác sĩ sẽ đánh giá, tư vấn và chỉ định người bệnh thực hiện nội soi dạ dày. Nhân khi đi khám, dự định là khám tiêu hóa và đặc biệt là khi đi nội soi thì bệnh nhân nên được nhịn ăn buổi sáng ngày hôm đó. Tiêu chuẩn nhất là cứ nhịn ăn trước 6 tiếng và buổi tối trước khi đi nội soi thì có thể ăn nhẹ. Và cái bữa ăn tối là muộn nhất là trước 6 giờ tối, không nên ăn quá muộn vào bữa đêm, giúp cho dạ dày và thực quản có thể sạch. Và lúc chúng ta quan sát sẽ dễ hơn và tránh cái bỏ sót những cái tổn thương, đặc biệt những cái tổn thương nhỏ. Khi mà bệnh nhân được đến nội soi, tôi sẽ khám kiểm tra bệnh nhân trước khi nội soi, kiểm tra toàn trạng của bệnh nhân, xem có chống chỉ định của nội soi không. Thứ hai là có thể kiểm tra mạch huyết áp của bệnh nhân, đặc biệt là đối với những bệnh nhân mà cần phải soi không đau, ví dụ như soi gây mê thì chúng tôi sẽ kiểm tra những cái chức năng cơ bản. Ví dụ như là kiểm tra X quang phổi hoặc là một số xét nghiệm máu cơ bản trước khi nội soi và hội chẩn với các bác sĩ gây mê. Bác sĩ sẽ khám gây mê trước khi được đưa vào để nội soi. Như trường hợp bệnh nhân dưới đây, bệnh nhân nam 56 tuổi có triệu chứng nuốt nghẹn, nuốt vướng. Khi khám tại bệnh viện K đã được các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tư vấn và cho chỉ định nội soi gây mê thực quản dạ dày. Bệnh nhân này thì chúng tôi sử dụng cái hệ thống máy nội soi mới nhất, hiện đại nhất hiện nay, đó là hệ thống máy nội soi 190, có hệ thống NBI giải băng tần hẹp và khuếch đại. Chúng tôi đã tiến hành soi qua hạ họng, đánh giá vùng tổn thương hạ họng trước, sau đó đưa máy soi xuống thực quản, đánh giá bằng cái hệ thống ánh sáng NBI giải băng tần hẹp và đã phát hiện thấy cái tổn thương biến đổi cấu trúc mạch máu rất là nông. Nếu như chúng ta sử dụng ánh sáng trắng thông thường thì sẽ không nhìn thấy được cái tổn thương rõ như là ánh sáng giải băng tần hẹp, đặc biệt ở vùng thực quản ở 1/3 giữa và 1/3 trên. Đối với bệnh nhân này, chúng tôi tiếp tục đưa máy soi xuống dạ dày thì thấy rằng là cái tổn thương ở dạ dày của bệnh nhân có thêm một tổn thương thứ hai, đó là cái tổn thương loét ở vùng bờ cong nhỏ. Và thấy rằng là cái tổn thương này chúng tôi cũng khi soi bằng ánh sáng trắng cũng có thấy một khu trú, một tổn thương nhỏ. Tuy nhiên là sau đó chúng tôi cũng kiểm tra thêm NBI giải băng tần hẹp và khuếch đại thì thấy rằng là nó có hơi có cái biến đổi cấu trúc bề mặt nhẹ. Thì chúng tôi sẽ kiểm tra và cái cấu trúc mạch máu thì hoàn toàn bình thường. Và cái này nó là cái tổn thương viêm loét của một bệnh nhân thông thường chứ chưa có cái nghĩ đến cái ung thư. Và trong cái trường hợp mà nội soi chẩn đoán ung thư sớm để tầm soát nó rất là quan trọng, bởi vì đối với bệnh nhân thì đôi khi có những bệnh nhân mà chưa có triệu chứng đau, chỉ hơi rất mơ hồ, tuy nhiên đã có những cái tổn thương phát hiện được ung thư dạ dày sớm mà có thể can thiệp được qua nội soi mà không cần phải can thiệp về phẫu thuật. Hiện tại bây giờ bệnh viện K chúng tôi đã ứng dụng rộng rãi, tất cả các hệ thống máy soi của chúng tôi đều có cái hệ thống NBI giải băng tần hẹp và có máy khuếch đại để chẩn đoán khi có tổn thương chúng tôi sẽ hội chẩn được trên hình ảnh nội soi. Bước 3, sau khi nội soi, bác sĩ có thể chỉ định bệnh nhân chụp CT cắt lớp. Bác sĩ sẽ chủ yếu dựa vào hình ảnh để đánh giá tình trạng thương tổn của dạ dày, sự xâm lấn của khối u đến các bộ phận xung quanh. Qua đó có thể đánh giá tình hình của bệnh. Nếu bệnh ung thư đó di căn đến các bộ phận khác như gan, hạch, ổ bụng,
ổ phúc mạc. Sau khi chỉ định chụp cắt lớp vi tính thì bạn có thể được tiến hành sinh thiết. Phương pháp này có thể được tiến hành ngay khi nội soi ở nơi có tổn thương ở niêm mạc dạ dày, sau đó tiến hành giải phẫu bệnh. Sinh thiết là việc cần làm để biết khối u đó có phải là ung thư dạ dày hay không, và đó cũng là kết quả để bác sĩ dựa vào để kết luận bệnh học và tư vấn điều trị cho bạn. Ung thư dạ dày là một cái ung thư tiêu hóa. Nó cũng nằm trong cái nguyên tắc điều trị chung của các bệnh ung thư, đó là điều trị đa mô thức. Đa mô thức có nghĩa là chúng ta sẽ kết hợp nhiều các phương pháp như là phẫu thuật, hóa chất, xạ trị, các phương pháp điều trị miễn dịch, các thuốc điều trị đích ngày nay. Đối với ung thư dạ dày thì điều trị vẫn là điều trị đa mô thức. Tuy nhiên, phẫu thuật đóng vai trò đã đang và tính chất quan trọng nhất, mang tính chất triệt căn. Thì trong phẫu thuật ung thư dạ dày, nó cũng có rất nhiều cái phương pháp để phẫu thuật. Thứ nhất, xét về cái cách tiếp cận thì nó có phẫu thuật mổ mở, là một cái phẫu thuật kinh điển, nó có lịch sử trên một thế kỷ nay rồi. Gần đây thì khoảng 3 thập kỷ gần đây thì phẫu thuật nội soi được phát triển và được ứng dụng trong cả ung thư tiêu hóa nói chung và ung thư dạ dày nói riêng. Thì phẫu thuật nội soi cũng là một cái cách tiếp cận gọi là sang chấn tối thiểu để điều trị ung thư dạ dày về lĩnh vực ngoại khoa. Trong đó thì hai cái nhánh chính về ngoại khoa cũng được phát triển thời gian gần đây, đó là phẫu thuật robot. Để có thể nói là phẫu thuật robot là một trong phẫu thuật tinh hoa để ứng dụng trong điều trị ung thư, trong đó có ung thư dạ dày. Một cái cách tiếp cận nữa để điều trị ung thư dạ dày sớm đó là cắt lớp niêm mạc dạ dày qua nội soi ống mềm. Thì đây cũng là một trong phương pháp mà hiện nay chúng ta, Việt Nam chúng ta đang tiếp cận và triển khai rất tốt, đặc biệt tại bệnh viện ca chúng tôi. Thì cắt cái phần tổn thương ung thư của niêm mạc dạ dày khi tổn thương dạ sớm còn khu trú cũng là một phương pháp tiếp cận khi chúng ta chẩn đoán sớm ung thư dạ dày, điều trị rất là hiệu quả. Thứ hai, cái nhánh mà tôi vừa nói về kỹ thuật đỉnh cao trong cái phẫu thuật mổ như là phẫu thuật robot thì cũng là một trong phương pháp hứa hẹn trong tương lai gần, là một phương pháp sang chấn tối thiểu, vẫn đảm bảo giúp cho phẫu thuật viên phẫu tích một cách tỉ mỉ, triệt căn được khối u trong khi giúp cho bệnh nhân hồi phục rất tốt sau mổ, vẫn đảm bảo cái chất lượng điều trị về mặt nguyên tắc ung thư học. Để phòng ngừa ung thư dạ dày hiệu quả, các chuyên gia bệnh viện ca đã đưa ra một vài lời khuyên như hạn chế đồ ăn mặn cũng như các đồ ăn hun khói, nướng, chiên nhiều dầu mỡ, từ bỏ thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia và các chất kích thích. Tích cực bổ sung chất dinh dưỡng hợp lý, thức ăn chế biến từ các thực phẩm chứa nhiều vitamin A, B, C, E. Có chế độ nghỉ ngơi, tập luyện thể dục thể thao hợp lý điều độ. Và quan trọng nhất là đừng quên khám tầm soát ung thư dạ dày hàng năm. Với thủ tục đăng ký khám nhanh chóng thuận tiện, khám cả ngày thứ bảy với các bác sĩ chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm, Bệnh viện K là địa chỉ tin cậy cho người bệnh tầm soát ung thư dạ dày. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Tổng đài Tư vấn và Hỗ trợ Người Bệnh của Bệnh viện K 1900 886684. Bệnh viện K, trao hy vọng, nhận niềm tin.